Quán trọ trần gian cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lợi danh. Người thì lao đao, còn người kia trông sang giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều khổ đau. Đời tựa mây bay, nơi chốn du hành là địa ngục trần gian, mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lênh quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Ai ơi, xin chào anh nhé. Ở trong clip này thì em đang test con âm ly bãi Auto King HS 7200A cho máy khách hàng. Hiện tại thì đang test đánh những dòng loa B cao nhé. Đây là một trong dòng loa bãi của Nhật. Thì với những dòng loa này thì cửa hàng những cái dòng loa đẹp ấy, thì giá của nó là 3.500.000 một đôi thôi nhé. Và với những cái dòng mà cửa hàng dọn kho, ví dụ những cái đôi nào mà nó lai chét chẳng hạn, hoặc là nó tức là nó không còn ví dụ như nó không còn đẹp những đôi kia đấy, thì em xả hàng giá rất rẻ thưa bác. Con âm ly này thì giá 2.700.000, em test cho anh Ngộ có địa chỉ ấp 7 xã Xà Phiên, Long Mỹ, Hậu Giang nhá, anh cọc 300.000. Thế còn những cái dòng loa như này thì giá nó hơn triệu, lúc này 1.800.000 nhá. Thì với cái mức giá để có chơi thì nếu mà chúng ta tiết kiệm được tiền, hoặc là ví dụ các bác mà bỏ ra một khoản tiền nó vừa tiền thôi, ít tiền thôi, để chúng ta chơi mà vẫn được hay, muốn nó hay mà nó mất ít tiền ấy, thì các bác sẽ lựa chọn những cái dòng loa này. Cái dòng loa mà cửa hàng dọn kho thanh lý, giá nó tốt để có chơi. Thực sự bác là cái dòng này thì có đôi này thì nó là đang live check thôi nhá. Chứ hai đôi bên kia thì nói chung là nghe cái dòng loa zin của nó thì nó cũng phải 1.9-1.10 chứ nó không thua đâu. Đấy, về karaoke cái đôi này thì hát rất là ngọt luôn, tiếng rất là sáng. Mà check nãy bác nghe tiếng rất là tí tách. Giá 1.800.000 đôi loa bát 25 anh nhá. Côn là côn 51 và côn 6 lớp, rất là hay, bát zin. Phần tần zin còn check hay check lai. Thùng vách thì nó cũng còn tương đối, là nói chung là nhìn nó cũng rất là vừa mắt, hàng bãi. Cái này là nhìn rất đẹp đây các bác xem. Đấy, bác nhìn kỹ. Thế thì trong clip này thì em test để cho bác nghe, và cũng như là dành cho bác nào mà thích săn những hàng rẻ, hàng thanh lý, dọn kho thì chúng ta cũng nên lưu tâm những cái dòng sản phẩm như này. Rất là hay. Còn những con âm ly này thì giá mức giá là hơn 2 triệu cũng rất là hợp để cho bác chơi. Chọn một bộ này thì giá nó cũng rất là vừa tiền thôi nhá. Nếu bác nào mà gọi là sang xịn mịn mà chơi bộ mic không dây tầm 2 triệu nữa, hoặc là hơn 1 triệu mic bãi, hơn 1 triệu, hoặc là tầm 1.500.000, 1.600.000 gì đấy, chúng ta bộ karaoke cũng khá hoàn thiện. Rồi clip em xin tạm dừng lại đây. Xin chào anh nhé.